cổ nhân dạy. Muốn biết rõ lòng dạ một người, chỉ cần nhìn vào ba điểm này, không sai một ly. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, người ta thường nói lòng người khó đo lường nhất. Vì điều này, chúng ta thường rất quen thuộc với những câu như sông sâu còn có kẻ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Kỳ thực, nhân phẩm của một người thực sự có thể phán đoán thông qua một số đặc điểm. Bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta cũng sẽ gặp đủ các dạng, các loại người. Có người sẽ sưởi ấm trái tim chúng ta, có người sẽ khiến chúng ta cảm thấy rét lạnh. Trong một môi trường như vậy, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói và hành động của người khác mà đánh mất chính mình. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta học cách quan sát, chúng ta có thể tìm thấy những người thực sự đáng để tin tưởng và nương tựa. Dưới đây, hãy cùng xem 3 đặc điểm có thể giúp chúng ta dễ dàng phán đoán tính cách của một người. Thứ nhất, nhìn rõ lòng người khi họ tức giận. Tại sao khi tức giận, ta có thể nhìn thấy chính xác bản chất của đối phương? Có câu nói rất hay rằng, trên thế giới có 2 thứ không được nhìn thẳng. Một là mặt trời, 2 là lòng người. Bởi vì mặt trời chói mắt, còn lòng người thì khó đoán, khó đo lường. Muốn nhìn nhận rõ lòng người, ngoài cần có thời gian ra, còn phải xem thái độ của họ lúc mất kiểm soát ra sao. Đúng vậy, khi không tức giận, con người có khả năng che giấu suy nghĩ và cảm xúc một cách tinh vi. Nụ cười rạng rỡ, lời nói ngọt ngào hay thái độ bình thản có thể chỉ là lớp mặt nạ che đậy đi những toan tính, lừa dối hay lòng dạ hiểm ác bên trong. Tuy nhiên, khi cơn giận bùng nổ, mọi lớp ngụy trang đều sụp đổ để lộ ra bản chất tiềm ẩn mà bấy lâu họ cố gắng che giấu. Lý do nằm ở sự gia tăng đột ngột của các hóc môn trong cơ thể khi tức giận. Adrenaline và cortisol khiến con người mất đi khả năng suy nghĩ thấu đáo, hành động theo bản năng và bộc lộ những cảm xúc thật nhất. Lúc này, những lời nói cay nghiệt, hành động hung hăng hay những lời buộc tội phẫn nộ chính là chiếc gương phản chiếu rõ nét nhất tâm can con người. Nhìn chung, có thể khẳng định rằng cơn giận là cửa sổ hé mở phần nào bản chất con người. Tuy nhiên, để có cái nhìn chính xác và toàn diện, chúng ta cần kết hợp đánh giá từ nhiều yếu tố khác nhau, tránh vội vàng đưa ra kết luận chỉ dựa trên những hành động nhất thời khi tức giận. Có quá nhiều ví dụ về điều này xung quanh. Một số người thường trông hiền lành và lịch sự, không bao giờ nói bất kỳ ngôn ngữ xấu xa nào. Nhưng khi gặp điều gì đó làm tổn hại đến lợi ích của bản thân, họ sẽ nổi giận ngay lập tức. Những người như vậy nhìn chung sống theo kiểu đạo đức giả, có lòng dạ hẹp hòi, chỉ nghĩ về bản thân mà không biết nghĩ cho người khác. Tất nhiên, cũng có không ít những người dù không giỏi ăn nói, nhưng khi nóng giận họ sẽ bình tĩnh xử lý, tự mình giải quyết công việc và không bao giờ làm tổn thương người khác. Đây là biểu hiện của người có trí tuệ cảm xúc cao. Dù trong hoàn cảnh nào thì họ vẫn giữ được bản tính điềm đạm và có học thức, có thể suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Người xưa vẫn thường coi giận dữ là cách tốt nhất để nhìn ra phẩm chất của con người. Đúng vậy, khi không kiềm chế được cảm xúc, con người dễ dàng bộc lộ bản chất thật của mình, lột bỏ lớp mặt nạ che đậy. Tuy nhiên, nóng nảy không phải là thước đo duy nhất cho phẩm chất, mà chính là khả năng kiểm soát cơn giận trong những tình huống thử thách mới thể hiện bản lĩnh thực sự. Lắng Động Radio cho rằng, xã hội hiện đại vốn bộn bề mâu thuẫn, nơi con người dễ vướng vào những tranh cãi và chạm lợi ích. Trong những khoảnh khắc ấy, ai cũng muốn giành phần thắng, hiếm ai sẵn sàng nhường nhịn, thậm chí còn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, hành động thiếu kiềm chế ấy chỉ thể hiện sự nông nổi, thiếu bản lĩnh. Ngược lại, tức giận là bản năng,
khắc chế được tức giận là bản lĩnh. Kiềm chế cơn giận là biểu hiện của sự trang nhã, sự tu dưỡng bản thân, thể hiện phong thái của một người bao dung và rộng lượng. Cây lúa khi trưởng thành sẽ chúc ngọn xuống thấp, tượng trưng cho sự khiêm nhường và nhẫn nhịn. Trong mâu thuẫn, thay vì bộc phát cảm xúc tiêu cực, hãy lùi một bước, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, giữ bình tĩnh để tìm kiếm giải pháp hợp lý. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, lỗi sai không phải do bạn mà do người khác gây ra, vì bạn có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng đâu thể kiểm soát được cách nghĩ của người khác. Sự tồn tại của một số người là đại diện cho tính cách xấu, vì thế bạn không cần phải lo lắng về họ. Đầu tiên, hãy học cách không tức giận và sau đó tránh xa những người cáu kỉnh ấy. Đừng cố thay đổi tính cách của họ, bởi đôi khi việc làm này có thể khiến họ nổi giận. Tất nhiên, trong quan hệ bạn bè hàng ngày, điều quan trọng nhất là phải quan sát thật kỹ. Muốn hiểu được nội tâm chân thật nhất của một người, đừng luôn nhìn chằm chằm vào quan điểm thông thường, mà hãy quan sát hành vi của người đó khi tức giận. Như vậy bạn có thể thấy rõ bản chất ẩn giấu của anh ta. Đến đây, bạn hãy luôn nhớ rằng, thực tế tuy phũ phàng nhưng không khủng khiếp bằng tâm lý cực đoan. Biết một người thì quá dễ, nhưng nhìn rõ một người thì quá khó. Đôi khi người bạn đời chung sống nhiều năm cũng không thể thực sự hiểu được lòng mình. Chính vì vậy, ứng xử của một người khi tức giận thực sự quá quan trọng. Nói tóm lại, nhân sinh tại thế, khó tránh khỏi có lúc va chạm. Nhưng nổi giận thì không phải là bản lĩnh. Biết kiểm soát cơn tức giận mới là xuất sắc. Điều đặc biệt quan trọng đối với các cá nhân là phải biết cách kiềm chế cơn nóng nảy của mình và học cách đối mặt với các vấn đề một cách bình tĩnh. Luôn thống nhất giữa suy nghĩ bên trong và hành động bên ngoài, cũng như biết cách nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể trước những lợi ích của cá nhân mình. Thứ hai, nhìn rõ lòng người khi cho vay mượn. Cổ ngữ có câu, nhân gì vô tính, bất tri kỳ khả giả. Tức là, người không có chữ tính, chẳng làm chi nên việc. Câu này nói cho chúng ta biết, một người không có tính thì không thể được người khác tín nhiệm. Bởi vì một lần bất tính, vạn lần bất tin. Lắng động radio để ý thấy là, trong xã hội ngày nay, tiền bạc đã trở thành lửa thử vàng tốt nhất đối với bản tính con người. Và sự thành tín cũng trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đo lường một người. Chỉ khi nhân cách của bạn vượt qua khảo nghiệm thì mới có thể được người khác tin tưởng và sẵn sàng cho bạn mượn tiền. Khi một người sẵn sàng cho bạn mượn tiền, anh ta sẽ nhìn vào nhân phẩm của bạn và tin rằng bạn là người có vay có trả. Vì vậy, bạn cần phải giữ lời hứa và trả lại tiền đúng hạn cho người đã giúp đỡ mình. Một người mà lời nói đáng tin, hành động quyết đoán như vậy có thể nhận được sự tin tưởng của bạn bè. Tình bạn như vậy mới có thể lâu bền. Ngược lại, nếu một người không thể giữ lời hứa, mượn tiền mà không trả đúng thời hạn, thì sẽ đánh mất lòng tin của bạn bè. Một người như vậy rất khó có được một tình bạn sâu sắc. Trong xã hội ngày nay, thường có rất nhiều người như vậy. Khi vay tiền thì tỏ ra rất khiêm tốn, biết điều, nhưng khi trả lại tiền thì rất khó khăn, thậm chí còn mất tích. Những người như vậy thường mang đến nhiều đau khổ và bất hạnh cho người thân, bạn bè. Vì vậy, chúng ta nên luôn nhắc nhở bản thân phải giữ lời hứa và làm người trung thực, không chỉ trong việc vay tiền mà còn ở các khía cạnh khác nữa. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giành được sự tin tưởng và tôn trọng của người khác, thiết lập tình bạn lâu dài và các mối quan hệ tốt đẹp. Thứ ba, nhìn rõ lòng người bằng cách xem sở thích và đam mê của họ. Sở thích và đam mê của một người không chỉ là một hình thức giải trí, mà nó còn phản ánh ra nhân phẩm và đặc điểm tính cách của một người. Bạn có tin điều này là đúng? Nếu có, hãy bình luận xuống dưới quý vị nhé. Nếu một người có những sở thích tiêu cực như cờ bạc, rượu chè, trò chơi điện tử hoặc chuyện trai gái, thì nhân phẩm và tinh thần trách nhiệm của người này rất đáng để suy ngẫm. Những người như vậy
thường thiếu tinh thần cầu tiến và trách nhiệm. Họ không sẵn sàng làm việc chăm chỉ hoặc gánh vác trách nhiệm gia đình. Họ dần trở nên ích kỷ hơn và gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ngược lại, nếu một người có những sở thích và đam mê tích cực, chẳng hạn như làm việc, chăm lo gia đình, chăm chỉ nghiên cứu, thích học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, v.v. Người như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Vì có tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm và có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, nên anh ta biết bản thân cần phải nỗ lực làm việc mới có thể mang lại hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Người như vậy thường có sự tu dưỡng đạo đức và theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ sẽ bỏ ra cố gắng để theo đuổi mục tiêu của mình, và họ cũng sẽ cống hiến hết mình vì lợi ích của người khác. Do đó, từ sở thích và đam mê của một người, chúng ta có thể nhìn ra tính cách của người đó và người đó có đáng tin cậy hay không. Một người có tinh thần trách nhiệm và tinh thần cầu tiến, anh ta không chỉ có thể đạt được thành công trong lĩnh vực của mình, mà còn trở thành đối tượng đáng tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của người khác. Quý vị thân mến, nghe đến đây ta có thể thấy nhân phẩm của một người được bộc lộ qua lời nói và việc làm của anh ta. Nếu chúng ta có thể quan sát và suy nghĩ một cách cẩn thận, chúng ta có thể phát hiện thẳm sâu trong nội tâm mỗi người đều ẩn chứa tự ngã thực sự của chính họ. Chỉ khi chúng ta học được cách nhìn nội tâm của một người, chúng ta mới có thể hiểu được người khác, lý giải người khác và thông cảm với người khác hơn, từ đó mà nâng cao phẩm hạnh của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nâng cao kỹ năng quan sát và năng lực hiểu biết của bản thân, học tập chăm chỉ và không ngừng nỗ lực để biến mình thành một người có phẩm cách, có trách nhiệm và có sức ảnh hưởng hơn. Bởi vì bản thân mình là người như thế nào, mình sẽ tìm được người bạn như thế. Vậy nên, cách tốt nhất để sống tốt quãng đời còn lại, hãy làm 4 việc này cho chính mình. Trước tiên, để vào với 4 việc này, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngắn này nhé. Một triết gia ngẫu nhiên nhìn thấy một vị lão sư làm vườn, chỉnh sửa cỏ cây. Vị ấy không ngừng cắt tỉa những cành lá dư thừa. Sau khi cắt tỉa, hoa và cây nhận được nhiều ánh nắng hơn, phát triển mạnh mẽ hơn. Thấy vậy, vị triết gia đã đưa ra nhận định. Dường như chúng ta có thể giống như lão sư làm vườn kia, tu sửa chính mình, kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, cắt bỏ sự phẫn nộ và ham muốn vô độ. Con người làm được vậy thì mới phát triển mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, giống như cây được chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận vậy. Trí tuệ của cuộc sống chính là từ từ loại bỏ những tạp chất không quan trọng và giữ lại những thứ trọng yếu nhất. Đôi khi, nguyên nhân khiến chúng ta liên tiếp thất bại không phải bởi bản thân thiếu năng lực, mà là do tác động của cảm xúc và thói quen xấu của chính mình mang lại. Người có thể nhìn xa trông rộng thường biết cách loại bỏ những tạp niệm trong tư tưởng và giữ được trạng thái tốt trong quá trình tiến về phía trước. Vì vậy, tu sửa chính mình, nâng cao năng lực của bản thân là quá trình chúng ta không ngừng làm 4 việc này. Đó cũng là cách sống tốt nhất trong quãng đời còn lại. Thứ nhất, chúng ta nên cắt tỉa những phiền não. Bạn đã bao giờ có một trải nghiệm như vậy chưa? Khi nhìn thấy những người xung quanh được thăng chức và kiếm được vài ngàn đô la mỗi tháng, trong khi bản thân lại nhận được mức lương ít ỏi, chợt cảm thấy có một khoảng cách rất lớn. Nếu bạn đã từng có trải nghiệm như vậy, hãy bình luận số 1 này nhé. Kỳ thực, khi bạn gặp khó khăn trong công việc, người khác giải quyết một cách có trật tự, nhưng bạn phải hao hết tâm sức và luôn cảm thấy lo lắng, không biết làm thế nào. Lúc ở cùng các đồng nghiệp, ai cũng nói cười, nhưng bản thân lại không biết nói gì, trong lòng vô cùng sầu khổ. Đây vốn là những trạng thái sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, nhưng bởi vì bản thân quá coi trọng mà tạo thêm gông xiềng cho thân thể và tâm trí mình. Câu nói trong kinh Phật: chấp vào một niệm thì bị một niệm trói buộc. Buông xuống một niệm thì tâm được tự tại thêm một phần, đã vén màn bí quyết cho sự an lạc nội tâm. Lo âu phiền muộn thường xuất phát từ những suy nghĩ vẩn vơ, những lo toan vụn vặt, khiến tâm trí ta bị trói buộc
và cuộc sống mất đi sự thanh thản. Lý Tiểu Ý với hình ảnh chiếc hòm phiền não đã khéo léo minh họa cho thói quen ôm ấp lo âu của con người. Những mảnh giấy ghi chép muộn phiền chính là hiện thân cho những suy nghĩ tiêu cực, những gánh nặng tinh thần mà ta tự đặt lên vai. Việc gác lại những phiền não này trong một tuần hay lâu hơn cho phép ta nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và nhận ra rằng phần lớn những lo lắng ấy đều vô nghĩa hoặc đã được giải quyết theo thời gian. Câu chuyện của Lý Tiểu Ý là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về tầm quan trọng của việc buông bỏ. Thay vì chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, hãy học cách gác lại muộn phiền, dành thời gian cho bản thân và tận hưởng hiện tại. Khi tâm trí được giải phóng khỏi gánh nặng lo âu, ta sẽ cảm nhận được sự thanh thản và tự do nội tâm đích thực. Hãy nhớ rằng, rắc rối thường xuất phát từ chính suy nghĩ của ta. Thay vì né tránh hay trốn chạy, hãy đối mặt với vấn đề một cách tỉnh táo và sáng suốt. Khi ta hiểu được bản chất của vấn đề, tự khắc sẽ tìm ra giải pháp phù hợp. Buông bỏ phiền não không phải là né tránh thực tại, mà là cách để ta trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai một cách tích cực. Hãy tập thói quen buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, gác lại muộn phiền để tìm thấy sự an lạc và tự do nội tâm. Có một câu nói như thế này: lo nghĩ cũng không thể tiêu trừ được bi thương của ngày mai, nó chỉ làm tiêu hao sức lực ngày hôm nay. Mọi người cuối cùng sẽ gặp phải những khó khăn khác nhau. Nếu bạn lúc nào cũng lo lắng lắng, điều đó sẽ chỉ làm suy yếu khả năng đối mặt với khó khăn của bạn mà thôi. Trong suốt quãng đời còn lại, hãy sống tốt từng ngày. Và quan trọng nhất là cần buông xuống những lo lắng, bất an. Người ta thường nói, để bay xa, hãy khoác lên mình bộ cánh mới. Xây dựng tốt, cần dọn sạch nền cũ. Cuộc sống không bao giờ chỉ để tâm đến việc tiến về phía trước, mà còn là biết dừng lại đúng thời điểm, nhìn lại quãng đường đã đi qua để học cách cắt tỉa bản thân, tu bổ chính mình. Hãy vỗ nhẹ bụi trên vai, dọn sạch rác rưởi trong tâm hồn và để mọi ham muốn, kiêu ngạo, giận dữ và lo lắng tan biến. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể không ngừng trưởng thành, làm phong phú bản thân và vươn tới thế giới rộng lớn hơn. Thứ hai, hãy cắt tỉa dục vọng của bản thân. Có một câu nói như thế này: người có dục vọng thì sẽ có nhược điểm. Một khi bị nắm cứng trong tay thì sẽ trở nên rất hèn mọn. Dục vọng là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến một người thăng lên cao ngàn thước, nhưng cũng có thể khiến người đó rơi xuống vực sâu vạn trượng chỉ trong chớp mắt. Cổ nhân có câu: nhân tầm bất túc, xà thôn tượng. Tức là người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi. Một người nếu không biết đủ, thì cho dù có một khối tài sản khổng lồ trong tay, họ cũng vẫn không thấy thỏa mãn trong lòng. Người ấy càng không thể hiểu được phúc lành và sự sung túc mà thiện tâm đem lại. Người không biết đủ sẽ không bao giờ thành công trong việc tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Câu nói này như một lời thức tỉnh cho con người về bản chất mong manh của hạnh phúc và mối nguy hiểm từ những ham muốn vô đáy. Đúng vậy, tài nguyên vật chất trên thế giới này đều có hạn, nhưng dục vọng của con người lại vô biên. Khi chạy theo những ham muốn không ngừng nghỉ, con người dễ dàng đánh mất bản thân, đánh mất những giá trị đích thực của cuộc sống. Họ chìm đắm trong lo âu, phiền muộn, đánh mất đi sự bình yên trong tâm hồn, yếu tố then chốt dẫn đến hạnh phúc. Phật gia đã dạy rằng, danh lợi, tiền tài, vật chất chỉ là vật ngoại thân, không thể mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Thay vì miệt mài truy cầu những điều xa vời, hãy hướng tâm trí đến thiện tâm, kho tàng vô giá trong tâm hồn mỗi người. Thiện tâm như ánh mặt trời soi sáng thế giới, mang đến niềm vui, sự an lạc cho bản thân và những người xung quanh. Nó thể hiện qua lòng nhân ái, lòng trắc ẩn, sự yêu thương và vị tha. Người có thiện tâm luôn biết hài lòng với những gì mình đang có, không ganh tị, không sân hận, không bị xáo động bởi những muộn phiền trong cuộc sống. Nước chảy dù xa, vẫn chảy về biển.
thiện tâm dù muôn vàn khó khăn vẫn luôn hướng đến điều tốt đẹp. Khi nuôi dưỡng thiện tâm, con người sẽ cảm thấy thanh thản, an yên và từ đó tự tìm thấy hạnh phúc đích thực trong tâm hồn. Lão Tử viết trong cuốn Đạo Đức Kinh rằng: "Trì túc chỉ túc, hằng túc hỷ." Là có ý nói rằng biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn không thiếu gì. Một người thiện tâm có thể không có nhiều của cải, tài sản, xe hơi hay tiền tiết kiệm, nhưng họ biết thế nào là đủ và thản nhiên vui hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Trong cuộc sống, rất nhiều người đều hâm mộ những người giàu có và cũng ao ước được trở thành giàu có giống như họ. Nhưng lại rất ít người biết được rằng, nếu không có thiện tâm, nếu không được sống trong thiện tâm giữa người với người, thì cho dù là 1 tỷ phú cũng không thể hạnh phúc hay vui vẻ thật sự, mặc dù họ giàu có hơn hầu hết người khác. Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta say mê, thỏa mãn nhất thời, nhưng một tấm lòng lương thiện lại khiến một người cả đời hạnh phúc, lại khiến những người xung quanh khao khát vô cùng. Giá trị của một người thực sự không nằm ở chỗ nhận được gì, mà là nằm ở chỗ cho được gì. Đây là đạo lý mà không phải ai cũng hiểu. Con người một khi không kiểm soát được lòng tham thì sẽ không ngừng vì nó mà phóng túng lời nói và hành động của chính mình. Như vậy thì mối họa ưu sầu sẽ rất nhanh ập đến. Nếu con người quan tâm quá nhiều đến được và mất thì sẽ phải lo nghĩ thống khổ. Điều thực sự đáng theo đuổi trong cuộc đời này không phải tài vật bên ngoài mà là sự phong phú, vui vẻ từ bên trong. Hãy để những ràng buộc trong tâm được giải phóng, con đường nhân sinh mới được ổn định hơn. Thứ ba, gọt giũa tài năng là điều rất cần thiết. Shakespeare đã nói, kẻ kiêu ngạo sẽ luôn ở trong lý giải kiêu ngạo mà hủy hoại chính mình. Trong cuộc sống, nếu lời nói và việc làm của một người khoa trương, sắc bén, thì sớm muộn gì người đó cũng phải chịu thiệt thòi. Trong Cổ Nghị Luận có viết, quân tử chọn lấy nơi xa, tức phải biết đợi. Chọn lấy lớn mạnh, tức phải thực hiện được nhẫn. Có tài năng và năng lực là điều tốt, nhưng nếu hành động quá ngông cuồng, ngạo mạn, cũng sẽ khiến thể chất và tinh thần thêm mệt mỏi, khốn đốn. Chỉ sau khi chịu thua thiệt và cân nhắc lợi hại, con người mới chọn nhẫn nhịn, né tránh và khiêm tốn. Sự thanh tịnh lớn nhất của một người là biết được điều gì nên làm và điều gì không nên làm, có lòng kính sợ người và việc, có thể làm được hạ thấp bản thân mới là một người mạnh mẽ. Có thể thấy, sống ở trên đời, không ai tự nhiên mà có được tài năng, tự nhiên trở thành con người hữu dụng cho xã hội được. Muốn đạt được thành công đó, ta phải có một thời gian rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng bản thân. Nhằm khuyên răn nhắc nhở con cháu phải biết tu dưỡng tính tình, biết khắc phục những thiếu sót để phát huy cái hay, cái đẹp sẵn có, ngày càng trở nên hoàn thiện, toàn mỹ hơn. Cà dao ta có câu, ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Ta hiểu lời trên như thế nào cho chính xác? Lời cà dao đưa ra hình ảnh viên ngọc. Nói đến viên ngọc, ta phải hiểu đây là đồ trang sức rất quý, có giá trị, đẹp lóng lánh. Nhìn vào ai cũng phải trầm trồ, ước muốn. Nhưng có ai biết đâu rằng, trước kia nó chỉ là một viên đá thô sơ, tầm thường, được người thợ mang về đục đẽo, mài gọt, giũa từng ly từng tí mới được như vậy. Nếu như không có sự mài giũa công phu, không phải do bàn tay khéo léo của người thợ, thì liệu viên ngọc đó có sáng chói, rực rỡ và có giá trị như thế không? Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Từ viên ngọc, ta nghĩ đến con người cũng vậy. Ngay từ nhỏ, nếu ta được sự giáo dục của cha mẹ, của nhà trường, thì ta đã tiếp thu những đức tính tốt, để sau này ra đời ta sẽ là người tốt. Là con người, ai cũng có thể là người tốt. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nếu ta biết phát huy những cái thiện, khắc phục những cái xấu, thì chắc chắn ta sẽ là người có phẩm chất cao đẹp. Phẩm chất, nhân cách này ta phải tự rèn, sửa chữa một cách thường xuyên. Chỉ cần chúng ta dừng lại một thời gian thì nó sẽ bị thói hư tật xấu che lấp đi.
lúc đó liệu ta còn giữ được cái tốt đẹp trước nữa không? Tài năng của con người cũng vậy, đều phải do ta tập luyện. Mặc dù thiên tài bẩm sinh là do con người tự sẵn có, nhưng nếu ta biết bồi dưỡng, rèn luyện thêm cho tài năng ấy ngày càng tinh vi, sắc sảo hơn, thì tài năng kia sẽ vượt bậc, đáng trân trọng. Ngược lại, có được tài năng mà ỷ lại, coi thường, không quan tâm chăm sóc, rèn luyện, thì một ngày nào đó, tài năng kia cũng bị lụi tàn, không ai sử dụng nữa. Người học sinh được trời phú cho trí thông minh, nếu biết phát huy điều này qua sự chăm chỉ, siêng năng học hỏi và nghiên cứu thêm sách vở, bạn bè, thì chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ, như viên ngọc được mài dũa trở nên lấp lánh, được mọi người yêu mến. Ngược lại, nếu học sinh thông minh mà lười biếng, coi thường việc học, thì sự thông minh đó sẽ dần lu mờ, thoái hóa, thậm chí trở nên kém cỏi hơn bạn bè. Chẳng khác gì viên ngọc không được mài dũa. Lời ca dao trên là một bài học sâu sắc, nhắc nhở chúng ta phải biết phát huy những điều tốt đẹp sẵn có để trở nên hoàn thiện hơn. Đối với học sinh ngày nay, lời dạy này vô cùng quý báu, giúp các em có ý thức rèn luyện để tiến bộ trong học tập và đạo đức, nhất là biết cách phát huy tài năng để góp phần xây dựng đất nước. Thứ tư, cắt tỉa bớt tính nóng nảy. Câu nói của Trương Gia Dịch: thế giới này đầy những cạm bẫy, sự tức giận sẽ dẫn bạn nhận lãnh kết cục tồi tệ nhất. Quả thực là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi chúng ta. Khi đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, việc giữ bình tĩnh và sáng suốt là vô cùng quan trọng. Để cơn giận chiếm lĩnh lý trí sẽ dẫn dắt con người đến những hành động sai lầm, gây ra hậu quả khó lường. Hơn nữa, việc để cảm xúc chi phối sẽ khiến con người đưa ra những quyết định sai lầm. Khi tâm trí không tỉnh táo, chúng ta dễ dàng bỏ qua những yếu tố quan trọng, dẫn đến những lựa chọn thiếu sáng suốt. Điều này có thể gây ra những thiệt hại nặng nề trong công việc, cuộc sống và cả tương lai. Vì vậy, việc kiểm soát cảm xúc là một kỹ năng vô cùng quan trọng mà mỗi người cần rèn luyện. Khi gặp phải những vấn đề khiến bản thân cảm thấy bực bội, hãy dành thời gian để bình tĩnh lại trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào. Hãy hít thở sâu, suy nghĩ thấu đáo và lựa chọn cách giải quyết phù hợp nhất. Thay vì để cơn giận chiếm lĩnh lý trí, hãy tập trung vào việc giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và xây dựng những mối quan hệ tích cực. Hãy nhớ rằng, bình tĩnh và sáng suốt là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng bạn có biết, chỉ khi làm được tâm bình khí hòa đối diện với mọi sự việc phát sinh, thì mọi việc mới trở nên tốt hơn không? Tăng Quảng Hiền Văn từng giảng qua: nhẫn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Phát tiết nóng giận dường như có thể làm giảm bớt áp lực trong tâm ngay tức thời, nhưng vô hình chung đã khiến mọi việc trở nên rối tung và làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Bậc trí giả chân chính biết kiểm soát tâm trí, giữ được lý trí thanh tĩnh từ đầu đến cuối, học được tinh tiến từ những khó khăn trở ngại gặp phải. Chỉ khi giữ được bình tĩnh lúc xảy ra vấn đề, chúng ta mới có được đầu óc thanh tĩnh, hiểu rõ bản chất của sự việc, giúp bản thân thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Bạn biết đấy, trên thế giới này không thiếu những người thông minh, nhưng lại thiếu người có tâm tính ổn định, đối xử với mọi người một cách hòa ái. Hãy học cách giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, bao dung hơn. Như vậy thì đường nhân sinh mới gặp ít trở ngại và trở nên bằng phẳng hơn. Quý vị thân mến, cổ nhân dạy rằng, muốn biết rõ lòng dạ một người, chỉ cần nhìn vào ba điểm: khi họ tức giận, khi cho vay mượn, và qua sở thích, đam mê của họ. Để sống tốt quãng đời còn lại, chúng ta nên làm bốn việc cho chính mình: cắt tỉa những phiền não, kiềm chế dục vọng, gọt giũa tài năng, và bớt tính nóng nảy. Những lời dạy này nhắc nhở chúng ta không chỉ về cách hiểu người khác, mà còn về cách tu dưỡng bản thân, giúp chúng ta sống an lành, hạnh phúc và phát triển toàn diện trong cuộc sống. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe video này. Các bạn hãy nhấn vào kênh để xem thêm nhiều video bổ ích nữa nhé. Xin chào
và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.